Các bạn đang nghe truyện ta có hệ thống thần cấp vô địch trên kênh TV Audio CV. Chương 446, điện thoại đe dọa 2. Những người nhà họ Long ở miêu trại rất giỏi dùng độc, hơn nữa thứ độc này có thể nói là không thể phòng ngừa. Lúc đó nếu Tô Vân sơ ý trúng chiêu, thì không phải là người giúp đỡ, mà là người kéo chân. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn sẽ không để cô đi theo mình. Anh trai, em nhất định phải đi cùng anh, em nhất định phải theo anh đi tô vân nắm lấy tay lưu tiểu viễn giận dỗi lưu tiểu viễn tiếp tục khuyên nhủ nhưng tô vân nhất quyết muốn đi cùng lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn nhìn về phía tô tuyết hy vọng tô tuyết giúp mình khuyên nhủ tô vân tô tuyết cô khuyên em gái cô đi lưu tiểu viễn nói tô tuyết nhìn lưu tiểu viễn do dự một chút rồi nói tôi và tô vân sẽ đi cùng anh cái gì nghe thấy lời này lưu tiểu viễn cảm thấy mình có phải nghe nhầm không tô tuyết muốn đi cùng mình sao mặt trời mọc đằng tây rồi sao lưu tiểu viễn mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi cô nói cô muốn đi cùng anh tô tuyết gật đầu nói đúng vậy anh không nghe nhầm đâu tôi nói tôi và tô vân sẽ đi cùng anh tô vân vui vẻ nói tuyệt quá chị cũng đi cùng tuyệt quá nếu tô tuyết đi cùng mình lưu tiểu viễn đương nhiên là cầu còn không được mặc dù lưu tiểu viễn vẫn chưa thực sự chứng kiến sức chiến đấu khủng khiếp của tô tuyết nhưng từ thân pháp đến vô ảnh vô tung của cô có thể thấy tô tuyết là một cao thủ với sự tham gia của cô lần này những người nhà họ long chỉ có một kết cục đó là tìm đường chết được rồi chúng ta đi ngay bây giờ lưu tiểu viễn nói vừa nói vừa mở cửa phòng định đi ra ngoài tô tuyết chỉ vào chiếc điện thoại trên giường hỏi vậy vật thần kỳ kia thì sao lưu tiểu viễn nói không sao để ở nhà không sao đợi làm xong việc là vật thần kỳ sẽ đầy điện rồi Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Vân đi xuống cầu thang, còn Tô Tuyết vẫn theo phong cách của cô, nhảy thẳng từ cửa sổ xuống. Trời à! Có đường không đi lại thích nhảy cửa sổ, thật là không biết làm gì với người phụ nữ này. Ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn gọi Tô Tuyết lên xe, để cô ngồi một mình ở ghế sau. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn lập tức thách dây an toàn, Tô Vân cũng bắt chước thách dây an toàn. Tô Tuyết ngồi ở ghế sau thấy Lưu Tiểu Viễn và em gái mình đều thắt dây an toàn, không nhận được cũng lấy dây an toàn, nhưng vì là lần đầu thắt dây an toàn nên hơi lúng túng đợi lưu tiểu viễn khởi động xe xong tô tuyết vẫn chưa thắt xong dây an toàn em gái cái này làm thế nào loay hoay một lúc tô tuyết tuy đã cắm được dây an toàn nhưng lại thắt lung tung cuối cùng không nhận được hỏi tô vân lập tức quay đầu hướng dẫn chị mình cách thắt dây an toàn nhưng dây an toàn vừa vặn đi qua giữa hai ngọn núi của tô tuyết vốn dĩ khe núi giữa hai ngọn núi của tô tuyết rất hẹp chỉ cách nhau vài sợi tóc giờ bị dây an toàn chen vào rất khó chịu em gái sao thắt cái này lại khó chịu thế có phải em thắt sai không tô tuyết không nhịn được hỏi tô vân nhìn một cái nói chị ơi không phải em thắt sai mà là chỗ này của chị quá lớn nghe tô vân nói lưu tiểu viễn không nhịn được nhìn qua gương chiếu hậu trong xe may là đường làng vẫn có đèn đường lưu tiểu viễn qua gương chiếu hậu thấy ngọn núi đầy đặn của tô tuyết bị dây an toàn chia làm hai khe núi giữa hai ngọn núi như thể không thấy đấy lúc này lưu tiểu viễn chỉ hận không được mình là sợi dây an toàn đó lái xe không thể phân tâm lưu tiểu viễn chỉ liếc nhìn một cái lập tức thu hồi ánh mắt tập trung lái xe tô tuyết dùng tay chỉnh dây an toàn mấy lần nhưng chỉnh thế nào cũng không thấy thoải mái chị ơi sao chỗ này của chị lại lớn thế tô vân không nhịn được hỏi tô tuyết trước tiên nhìn lưu tiểu viễn một cái sau đó nói em gái đừng hỏi lung tung, ngồi cho đàng hoàng, vâng. Tô Vân nghe chị mình nói, lập tức ngồi ngay ngắn, thắt lại dây an toàn. Xe chạy đến quốc lộ, Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng tốc, thêm vào đó là trời đã về sáng, trên đường căn bản không có mấy xe, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tăng tốc lên 111. Xe bán tải tăng tốc, tiếng ồn trong xe lập tức lớn hơn, những điều này đối với Lưu Tiểu Viễn không là gì cả, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng đến biệt thự của Lâm Tân, sợ đi muộn, Lâm Tân sẽ gặp nguy hiểm xe chạy đến khu biệt thự nơi lâm tân ở nói với bảo vệ một tiếng bảo vệ nghe nói là tìm lâm tân lập tức cho lưu tiểu viễn vào những khu như thị trấn này giá cả không cao cho nên bảo vệ khu cũng không giống như bảo vệ khu ở thành phố lớn hỏi han cẩn thận hơn nữa lưu tiểu viễn cũng đã đến khu của lâm tân mấy lần có bảo vệ còn có chút ấn tượng với lưu tiểu viễn xe dừng lại ở cửa biệt thự của lâm tân lưu tiểu viễn không xuống xe ngay mà nói với tô tuyết tô tuyết Kẻ địch lần này là cao thủ dùng độc, lát nữa cẩn thận, đừng trúng chiêu." Tô Tuyết nghe vậy, căn bản không để lời lưu tiểu Viễn vào tai, nói: "Anh lo cho chính mình đi, trời ạ. À. Không phải chỉ là võ công tốt hơn anh một chút thôi sao, cần gì phải vênh váo như vậy? Em gái, cái này mở thế nào?" Tô Tuyết phát hiện mình hoàn toàn không mở được dây an toàn, dùng sức kéo cũng không kéo ra. "Chị ơi, ấn vào đây là được." Tô Vân lập tức tháo dây an toàn của mình sau đó hướng dẫn chị mình lưu tiểu viễn thấy bộ dạng lúng túng của tô tuyết không nhận được cười một cái tô tuyết ngẩng đầu nhìn lưu tiểu viễn nói cười cái gì mà cười không được cười lúc này tô tuyết nói chuyện không còn vẻ lạnh lùng như trước ngược lại có chút nũng nịu của người yêu tất nhiên lưu tiểu viễn sẽ không cho rằng tô tuyết thay đổi tính tình chỉ cho rằng tô tuyết nhất thời đầu óc ngắn mạch mà thôi ba người xuống xe lưu tiểu viễn định bấm chung cửa nhưng vừa đẩy cửa sắt cửa sắt không chốt đẩy một cái là mở lưu tiểu viễn đi vào trước quay đầu nói với tô tuyết cẩn thận một chút lần này tô tuyết không coi lòng tốt của lưu tiểu viễn như gan lừa gật đầu trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ cảnh giác đến cửa biệt thự lưu tiểu viễn nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt điều chỉnh lại tâm trạng cuối cùng gõ cửa gõ hai tiếng bên trong biệt thự không có ai trả lời lưu tiểu viễn nghĩ thầm chẳng lẽ đối phương đang đùa mình lại đổi chỗ rồi sao đang lúc lưu tiểu viễn chuẩn bị gõ thêm hai tiếng điện thoại reo lưu tiểu viễn nghĩ chắc chắn là người bắt cóc lâm tân gọi đến quả nhiên màn hình hiển thị cuộc gọi đến là số điện thoại của lâm tân alo tôi đến cửa biệt thự rồi điện thoại vừa kết nối lưu tiểu viễn lập tức nói lưu tiểu viễn anh không thành thật anh lại mang theo người giúp đỡ đối phương nói lưu tiểu viễn nghe vậy nhìn xung quanh đối phương đã biết mình mang theo người giúp đỡ chắc chắn là đang trốn ở đâu đó lén nhìn không cần tìm nữa lưu tiểu viễn tôi nhìn thấy qua camera đang lúc lưu tiểu viễn tìm kiếm tung tích của đối phương xung quanh đối phương nói những biệt thự như nơi lâm tân ở chắc chắn khắp nơi đều có camera được tôi sẽ gọi bảo về ngay lưu tiểu viễn nói sợ đối phương không vui lỡ bất lợi cho lâm tân không cần anh dẫn cả hai người họ vào đi cửa không khóa Đối phương nói. Lưu Tiểu Viễn mở cửa gỗ, dẫn theo hai chị em Tô Tuyết và Tô Vân bước vào biệt thự, vừa bước vào biệt thự, Lưu Tiểu Viễn đã thấy hai bố con Lâm Tân nằm trên ghế sofa, không biết sống chết. "Chú Lâm, ông Lâm." Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến ghế sofa, kiểm tra xem hai người còn thở không. May mà hơi thở của hai người vẫn đều, hẳn là đã ngất đi, không đúng, hẳn là đã trúng loại độc nào đó nếu không thì đối phương cũng không để hai bố con Lâm Tân nằm trên ghế sofa phòng khách như vậy, mặc kệ không hỏi han. Thấy bố con Lâm Tân không sao, tảng đá lớn trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng hạ xuống, thế nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện người nhà họ Long không có trong phòng khách. Khi bước vào biệt thự, Tô Tuyết đã nắm chặt tay em gái mình, nhưng trên mặt không có chút vẻ căng thẳng nào, dường như trong lòng Tô Tuyết, đây chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi. Ra đây! Tôi đã đến rồi, đừng lén lút trốn nữa. Lưu Tiểu Viễn đứng trong phòng khách hét lớn. Bốp, bốp, bốp. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, từ trên lầu truyền đến ba tiếng vỗ tay, sau đó, thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện ở lan can tầng 2. Người đàn ông đứng ở lan can, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn ba người Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt dừng lại trên người Tô Tuyết vài giây, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông trên lầu, người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, để chòm râu quay nón, trông có vẻ hơi buồn cười nhưng đôi mắt âm u kia lại khiến cả người anh ta trông như một kẻ thâm trầm cậu chính là lưu tiểu viễn phải không người đàn ông trung niên nhìn lưu tiểu viễn đôi mắt âm u nheo lại hai tay chống lên lan can đối mặt với câu hỏi vờ như không biết của đối phương lưu tiểu viễn cười một tiếng nói ông đang cố tình hỏi vờ như không biết nếu tôi không phải lưu tiểu viễn tôi sẽ đến đây sao đối phương cười ha ha một tiếng nói tôi tự giới thiệu một chút tôi là người của gia tộc long ở miêu trại tôi tên là long bá thiên chết tiệt người nhà họ long ở miêu trại các anh đặt tên thật hay lần trước đánh bị thương thiếu chủ nhà họ long tên là long ngạo thiên ông lại tên là long bá thiên chết tiệt không biết ông trời đã đắc tội gì với nhà họ long của các người một người ngạo thiên một người bá thiên lưu tiểu viễn không nhịn được hỏi nhà họ long của các ông có phải còn có một người tên là long thao thiên không long bá thiên nghe vậy ngẩng người ra một chút hỏi sao cậu biết chẳng lẽ cậu quen biết đại trưởng lão nhà họ Long chúng tôi, chết tiệt. Thật sự có một Long Thao Thiên, lại còn là đại trưởng lão nhà họ Long, xem ra nhà họ Long đặt tên cũng thật kỳ lạ. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không dám quen biết người có cái tên bá khí như vậy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu li lịa. Nếu cậu không quen biết đại trưởng lão nhà họ Long chúng tôi, tại sao lại biết tên đại trưởng lão nhà họ Long chúng tôi? Long bá thiên lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi lưu tiểu viễn xòe hai tay ra nói không có cách nào tôi là người quá thông minh đoán ra thôi long bá thiên hiển nhiên không tin lời của lưu tiểu viễn cười lạnh một tiếng nói cậu không nói cũng không sao tôi nghĩ lát nữa cậu sẽ nói thôi vừa dứt lời long bá thiên nhảy vọt từ tầng hai xuống nhẹ nhàng đáp xuống đại sảnh lưu tiểu viễn cậu và tôi đều là người thông minh tôi sẽ không nói thêm lời vô nghĩa nữa cậu ngoan ngoãn để tôi phế bỏ tay chân cậu hay là cần tôi ra tay chế ngự cậu Long bá Thiên ngạo mạn nói, dường như anh ta đã nắm chắc Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, tôi không chọn cả hai con đường, tôi thấy tối nay tôi nên phế bỏ tay chân ông mới phải. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, Long bá Thiên cười ha ha nói, cậu nhóc, cậu không biết gia tộc Long ở miêu trại chúng tôi giỏi dùng độc sao? Bây giờ cậu vận khí đang điền thử xem, có phải cảm thấy đang điền đột nhiên đau nhói không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức vận khí một chút, quả nhiên như lời Long bá Thiên nói đang điền đau nhói, cơn đau này giống như đau thấu tim. Thấy Lưu Tiểu Viễn mặt lộ vẻ đau đớn, Long Bá Thiên cười ha ha, cậu nhóc, thật ra khi các người bước vào biệt thự này, các người đã trúng thập hương nguyễn tân tán của nhà họ Long chúng tôi rồi. Ngàn phòng vạn phòng, không ngờ vẫn trúng độc của Long Bá Thiên, quả nhiên người dùng độc là thần quỷ khó lường, khó đề phòng nhất. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng về điều này, mặc dù cơ thể mình đã trúng thập hương nhuyễn cân tán, nhưng cao thủ triệu hồi của hệ thống không hề bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, để Long Bá Thiên chủ quan, Lưu Tiểu Viễn cố tình tỏ ra vẻ kinh hãi, nhìn Long Bá Thiên mắng, ông thật đê tiện vô sĩ, Long Bá Thiên cười ha ha nói, binh giả quỷ đạo, chỉ cần có thể giành chiến thắng, đê tiện vô sĩ thì sao? Lịch sử mãi mãi do người chiến thắng viết nên, còn người chết thì mãi mãi không thể lên tiếng, nói xong, Long Bá Thiên chậm rãi đi về phía Lưu Tiểu Viễn, định ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Đợi ông đến là vừa. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh trong lòng, lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh. Tuy nhiên, chưa kịp để Lưu Tiểu Viễn ra tay, thì thấy trước mắt lóe lên một bóng người, Lưu Tiểu Viễn không cần nghĩ cũng biết bóng người này là ai, là Tô Tuyết. Tốc độ của Tô Tuyết cực nhanh, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy trước mắt lóe lên, sau đó nghe thấy một tiếng hét thảm, tiếng hét thảm này là do Long Bá Thiên phát ra. Cô Sao cô lại không trúng thập hương nhuyễn cân tán của nhà họ Long chúng tôi? Long Bá Thiên nằm trên mặt đất, vẻ mặt khó tin nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết lạnh lùng nói, mánh khóe này, làm gì được tôi? Lời này nói vô cùng bá đạo, e rằng chỉ có Tô Tuyết, nữ hoàng băng giá mới có thể nói ra lời bá đạo như vậy. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn không muốn Tô Tuyết ra tay, vì lần này đối mặt với một cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh. Nếu đánh bại được Long Bá Thiên, không biết sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng Tô Tuyết đã nhanh chân hơn, kinh nghiệm cứ thế mà mất. Tuy nhiên, Tô Tuyết cũng là vì muốn tốt cho mình, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không cắn ngược lại, không biết điều tốt. Giao thuốc giải ra đây. Tô Tuyết giơ tay phải ra hỏi lạnh lùng với Long Bá Thiên. Long Bá Thiên nằm trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, cười ha ha, muốn lấy được thuốc giải từ tay tôi, nằm mơ đi, nói xong, Long Bá Thiên bất ngờ tung một đòn, lập tức trong phòng như tràn ngập bột mì, không nhìn thấy gì cả. Hôm kiếp! thấy long bá thiên sử dụng thủ đoạn đê tiện hèn hạ như vậy lưu tiểu viễn mắng một tiếng tuy nhiên thủ đoạn này đối với cao thủ hóa kình có thể có tác dụng nhưng đối mặt với cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh như lưu tiểu viễn thì tuyệt đối là tự tìm đường chết thấy long bá thiên định chạy ra cửa lưu tiểu viễn lập tức đuổi theo chưa kịp để long bá thiên mở cửa lưu tiểu viễn đã túm lấy vai anh ta trực tiếp nhấc bổng cả người long bá thiên lên ném về phía sau a à. long bá thiên hét lên thảm thiết cú túng này của lưu tiểu viễn đã trực tiếp bóp nát xương bả vai của anh ta long bá thiên ngã mạnh xuống đất vừa lăn lộn trên đất vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết tô tuyết cũng chạy đến đi đến bên cạnh long bá thiên liền đá long bá thiên hai cước vì cú đá vừa rồi của long bá thiên đã làm bẩn tóc cô điều này khiến tô tuyết vô cùng tức giận phụ nữ đều yêu cái đẹp tô tuyết cũng không ngoại lệ mái tóc dài ba ngàn của cô đối với tô tuyết mà nói thì quan trọng như khuôn mặt của mình vậy Bây giờ, lại bị tên Long Bá Thiên này làm bẩn, sao có thể không tức giận. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, hiểu rõ rằng đắc tội với ai cũng được chứ đừng đắc tội với phụ nữ, vì khi phụ nữ nổi giận thì đó tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ. Xương bả vai của Long Bá Thiên đã bị Lưu Tiểu Viễn bóp nát, coi như tên này đã phế rồi. Rất nhanh, đám bột màu trắng trong phòng đã biến mất, Tô Tuyết Đá Long Bá Thiên mấy cước, dường như cũng đã nguôi giận không ít. Anh không trúng độc sao? tô tuyết thấy lưu tiểu viễn không sao liền kinh ngạc hỏi lưu tiểu viễn nào có không trúng độc chỉ là dựa vào hệ thống vô địch thần cấp mới có được sức chiến đấu này ủa sao cảnh giới võ công của anh lại đột nhiên tăng lên tô tuyết lại phát hiện cảnh giới võ công của lưu tiểu viễn đã tăng lên một cảnh giới tỏ ra có chút kinh ngạc lưu tiểu viễn nhất thời không tìm được lý do chính đáng nào để lừa tô tuyết đành chỉ vào long bá thiên đang kêu thảm thiết trên mặt đất nói chúng ta cứ bắt ông ta đưa thuốc giải ra trước đã Tô Vân và cả trưởng bối của tôi đều cần thuốc giải. Đinh Đông, chúc mừng người chơi đã phế một cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh, nhận được một nền điểm kinh nghiệm, tiếng hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn mừng thầm, không ngờ chỉ một chiêu nhẹ nhàng như vậy đã nhận được một nền điểm kinh nghiệm, tốc độ này cũng không tệ. Long Bá Thiên nằm trên đất lăn lộn không ngừng, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết hỏi hắn về thuốc giải, hắn đều làm ngơ. Lưu Tiểu Viễn biết, hành vi này của Long Bá Thiên trước mặt Tô Tuyết hoàn toàn là hành vi tự sát quả nhiên như lưu tiểu viễn dự đoán tô tuyết thấy long bá thiên coi lời mình như gió thoảng bên tai tức giận đến mức sắc mặt lạnh tanh như băng giá ngàn năm trên đỉnh băng sơn chỉ thấy tô tuyết ra tay như điện vì tiện điểm hai cái lên người long bá thiên long bá thiên liền ngừng tiếng kêu thảm thiết sau đó cười ha hả long bá thiên cười không ngừng trên người mang theo nỗi đau đớn tột cùng nhưng lại không tự chủ được mà cười cảm giác này giống như hắn ăn một đống phân thối không ngửi được nhưng lại ăn rất ngon lành còn nói rất ngon miệng tha mạng tôi nói tôi sẽ khai hết long bá thiên vừa cười vừa nói cái cảm giác sống không bằng chết này khiến hắn biết thế nào là cực hình tô tuyết nghe lời long bá thiên lúc này mới đưa ngón tay ra điểm vào hư không trước người long bá thiên long bá thiên lập tức ngừng cười sau đó lại lộ ra vẻ mặt đau đớn keo thảm thiết nói nhanh tô tuyết nghe long bá thiên sắp bắt đầu keo thảm thiết lạnh lùng thốt ra hai chữ lần này long bá thiên không dám coi lời tô tuyết như gió thoảng bên tai nữa lập tức nhịn đau trên người nói độc của thập hương nghiễn tân tán sẽ tự động giải sau một canh giờ còn độc mà lâm tân và bố ông ta trúng là đoạt mệnh tam nhật tán của long gia chúng tôi nếu không có thuốc giải lâm tân và bố ông ta sẽ chết sau ba ngày long bá thiên như dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được một tràng như vậy nói xong không nhịn được lại keo thảm thiết tô tuyết chỉ quan tâm đến thập hương nghiễn tân tán mà em gái mình trúng còn đoạt mệnh tam nhật tán của Lâm Tân và bố ông ta đối với Tô Tuyết mà nói thì không quan trọng. Lưu Tiểu Viễn thì khác, qua thời gian tiếp xúc này, Lưu Tiểu Viễn và Lâm Tân cùng bố ông ấy đã có tình cảm, nếu Lâm Tân và bố ông ấy vì mình mà chết, thì cả đời này lương tâm của Lưu Tiểu Viễn sẽ không được yên ổn. Vì vậy, chỉ cần còn một tia hy vọng, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải cứu sống Lâm Tân và con trai hắn. Nói nhanh, thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán ở đâu? Lưu Tiểu Viễn túng lấy cổ áo Long Bá Thiên hỏi. Long Bá Thiên lắc đầu, vẻ mặt đau đớn nói, không có trên người tôi, tôi không có. Vậy ở đâu? Ai có? Lưu Tiểu Viễn tức giận hỏi, đôi mắt như sắp phun ra lửa. Long Bá Thiên nói, thuốc giải đoạt mệnh Tam Nhật tán chỉ có gia chủ và đại trưởng lão của chúng tôi mới có, nếu ông dám lừa tôi, tôi có hàng trăm cách khiến anh sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo khiến Long Bá Thiên không khỏi rùng mình, vừa rồi đã được lĩnh giáo thủ đoạn của Tô Tuyết, Long Bá Thiên đương nhiên tin chắc lời của Lưu Tiểu Viễn. Cho, cho dù mượn tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám lừa các người. Long Bá Thiên vẻ mặt sợ hãi nói. Lâm Tân và bố ông ấy tối nay trúng đoạt mệnh tam nhật tán, tức là phải trong vòng 3 ngày sau lấy được thuốc giải về, nếu không hai bố con Lâm Tân sẽ không còn cách nào cứu chữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống, xem có thể tự mình phối thuốc giải để giải độc đoạt mệnh tam nhật tán của long gia hay không hệ thống nói với lưu tiểu viễn hoàn toàn có thể nhưng với cấp độ hiện tại của lưu tiểu viễn thì vẫn chưa thể triệu hồi được thần y như vậy lưu tiểu viễn thấy lạ chẳng lẽ còn có thần y nào y thuật cao hơn cả biển thước hoa đà sao nghe lời lưu tiểu viễn hệ thống trực tiếp nói một câu anh bạn tôi chỉ có thể nói anh là ép ngồi đáy giếng đã như vậy chỉ còn cách đến gia tộc long ở miêu trại từ tay gia chủ nhà họ Long lấy thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán về. Nhưng gia tộc Long ở miêu trại là nơi đao sơn hỏa hải, lần này Lưu Tiểu Viễn phải liều mạng xông pha. Nhưng hai bố con Lâm Tân cứ ở nhà như vậy, Lưu Tiểu Viễn không yên tâm, lập tức gọi điện cho Phương Kiến Dương. Lúc này Phương Kiến Dương đang ôm vợ ngủ ngon lành, bị tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh thức, đương nhiên có chút không vui, vợ Phương Kiến Dương còn mắng mấy câu khó nghe. Phương Kiến Dương cầm điện thoại trên đầu giường, thấy màn hình hiển thị là lưu tiểu viễn lập tức hết buồn ngủ ngồi bật dậy trên giường vợ phương kiến dương thấy chồng mình như vậy không khỏi hỏi ai vậy cần thiết thế sao đàn bà con gái biết cái gì phương kiến dương trừng mắt nhìn vợ mình lập tức nghe điện thoại phương kiến dương biết lưu tiểu viễn nửa đêm gọi điện cho mình chắc chắn có chuyện gấp nếu không sẽ không làm phiền mình vào giờ này tiểu viễn có chuyện gì vậy phương kiến dương hoàn toàn không có dáng vẻ của một bí thư giọng nói như người chú hàng xóm lưu tiểu viễn nói thư ký phương làm phiền ông đến nhà lâm tân một chuyến phương kiến dương nghe đến đây biết là có chuyện lớn rồi nửa đêm thế này mà lưu tiểu viễn lại bảo mình đến nhà lâm tân hơn nữa còn là lưu tiểu viễn gọi điện đến chứng tỏ lâm tân đã xảy ra chuyện nếu lâm tân có mệnh hệ gì thì sợ rằng vị trí bí thư của ông ta cũng đến lúc chấm dứt nghĩ như vậy Căn phòng bật điều hòa cũng khiến Phương Kiến Dương cảm thấy nóng bức, trán đã toát mồ hôi. "Tiểu Viễn, có phải chủ tịch Lâm xảy ra chuyện gì không?" Phương Kiến Dương cẩn thận hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói: "Thư ký Phương qua điện thoại không nói rõ được, ông đến rồi sẽ biết." "Được, tôi sẽ đến ngay." Phương Kiến Dương lập tức vén chăn xuống giường. Vợ Phương Kiến Dương lập tức hỏi: "Đêm muộn thế này còn đi đâu vậy? Có chuyện rồi, đừng hỏi nhiều." lúc này phương kiến dương trong lòng rất bực bội nếu lâm tân thật sự xảy ra chuyện ông ta không biết phải làm sao có nghiêm trọng không vợ phương kiến dương cũng ngồi dậy trên giường hết buồn ngủ không liên quan đến bà bà ngủ tiếp đi phương kiến dương vội và mặc quần áo sau đó giày cũng chưa kịp đi đã đi ra khỏi phòng xuống tầng phương kiến dương lập tức lái xe đến biệt thự của lâm tân trên đường đi phương kiến dương không thèm để ý đèn đỏ đèn xanh vì nửa đêm trên đường căn bản không có xe, thêm nửa phương kiến dương hận không thể mọc cánh bay ngay đến biệt thự của Lâm Tân, cho nên, bất cứ luật giao thông nào đối với phương kiến dương mà nói, đều là vớ vẩn. Rất nhanh, phương kiến dương đã đến biệt thự của Lâm Tân, xuống xe, chạy một mạch vào biệt thự của Lâm Tân. Vừa bước vào biệt thự của Lâm Tân, Phương Kiến Dương đã thấy hai bố con Lâm Tân nằm trên ghế sofa, vội vàng hỏi, tiểu viễn, tổng giám đốc Lâm và Lâm lão gia thế nào rồi, trong mắt Phương Kiến Dương chỉ có sự an nguy của hai bố con Lâm Tân, còn những người khác hoàn toàn bị ông ta bỏ qua. Long Bá Thiên nằm dưới đất keo thảm thiết, Phương Kiến Dương cũng hoàn toàn coi như không thấy. Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu Phương Kiến Dương, trực tiếp nói hết sự thật cho ông ta. Tin tức này đối với Phương Kiến Dương mà nói quả thực là xét đánh ngang tay. Phương Kiến Dương chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên thiếu dưỡng khí, suýt nữa ngã quỵ. May mà kịp thời viện vào ghế sofa mới không ngã xuống đoạt mệnh tam nhật tán là cái gì phương kiến dương không biết cũng không quan tâm bây giờ phương kiến dương quan tâm là độc của hai bố con lâm tân thể giải được không nếu không vậy con đường làm quan của phương kiến dương cũng coi như xong rồi nghĩ đến đây phương kiến dương lập tức đi đến bên cạnh lưu tiểu viễn nắm tay lưu tiểu viễn cầu xin tiểu viễn cậu nhất định phải giúp tôi cậu nhất định phải giúp tôi lưu tiểu viễn lúc này cũng trúng thập hương nghiễn cân tán toàn thân trên dưới căn bản không dùng được chút sức lực nào bị phương kiến dương nắm chặt tay như vậy dùng sức một cái lưu tiểu viễn suýt nửa ngã quỵ phương kiến dương cũng lập tức nhìn ra tình hình của lưu tiểu viễn không ổn vội vàng hỏi tiểu viễn cậu sao vậy có phải cũng trúng độc rồi không lưu tiểu viễn phất tay nói tôi không sao phương bí thư lát nữa tôi phải đến miêu trại một chuyến chú lâm và ông lâm ông hãy để tâm chăm sóc phương kiến dương lập tức hỏi cậu đến miêu trại làm gì lưu tiểu viễn nói đến miêu trại lấy thuốc giải Phương Kiến Dương hỏi: "Tiểu Viễn, có cần tôi gọi cảnh sát đi cùng cậu không?" Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối ý tốt của Phương Kiến Dương, "Đây không phải là bắt tội phạm, cảnh sát đi theo cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng." "Phương bí thư, những chuyện khác ông không cần quan tâm, ông chăm sóc tốt cho chú Lâm và ông Lâm là được." Lưu Tiểu Viễn nói. Lúc này, Tô Tuyết đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói: "Vừa nãy anh không phải vẫn ổn sao?" sao cũng trúng thập hương nghiễn cân tán vậy. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, do dự một chút, cuối cùng mở miệng hỏi, có cần tôi đi cùng anh không? Tô Tuyết đi cùng mình đến gia tộc Long ở miêu trại, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là cầu còn không được, có một cao thủ lợi hại như vậy đi theo mình, lần này đến nhà họ Long, gia chủ nhà họ Long chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giao thuốc giải ra, nếu không Tô Tuyết và mình sẽ diệt nhà họ Long của bọn họ trong vòng một nốt nhạc. Được, tôi cầu còn không được. Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói. Phương Kiến Dương lúc này mới chú ý đến Tô Tuyết, lập tức bị nhan sắc của Tô Tuyết hấp dẫn, không khỏi nhìn thêm hai lần. Nhưng Phương Kiến Dương dù sao cũng là một phương bá chủ, Tô Tuyết tuy xinh đẹp, nhưng đối với Phương Kiến Dương bây giờ mà nói, căn bản không có sức hấp dẫn gì, bởi vì bây giờ Phương Kiến Dương quan tâm nhất là sự an nguy của hai bố con Lâm Tân. Tiểu Viễn, vị này là... Phương Kiến Dương không nhịn được hỏi lưu tiểu viễn nói phương bí thư đây là bạn của tôi tên là tô tuyết là một cao nhân lưu tiểu viễn lúc giới thiệu nói tô tuyết là cao nhân là sợ phương kiến dương mê sắc đẹp động tâm tư với tô tuyết đến lúc đó dù mình có muốn cứu ông ta cũng không được quả nhiên khi biết tô tuyết là cao nhân ánh mắt phương kiến dương nhìn tô tuyết có thêm một tia kính sợ khoảng nửa tiếng sau lưu tiểu viễn cảm thấy sức lực của mình đã hồi phục một chút hẳn là có thể lái xe được rồi lưu tiểu viễn liền dẫn theo tô tuyết và tô vân còn có cả long bá thiên đang kêu thảm thiết lên xe bởi vì nếu không dẫn theo long bá thiên lưu tiểu viễn không biết đường đến miêu trại tô tuyết lần này đến miêu trại có hơi nguy hiểm tôi đưa tô vân đến nhà em họ tôi cô thấy thế nào lên xe rồi lưu tiểu viễn hỏi ý kiến tô tuyết tô tuyết hỏi em họ anh ở đâu lưu tiểu viễn nói em họ tôi ở ngay thị trấn không xa đây lắm tô tuyết gật đầu nói Vậy đưa em gái tôi đến nhà em họ anh. Nhưng mà, nhất định phải dặn người nhà em họ anh chăm sóc em gái tôi thật tốt. Cô yên tâm, nhất định sẽ như vậy." Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức quay đầu xe về nhà em họ. Tô Vân nghe Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết không cho mình đi theo, lập tức không chịu, đòi đi theo, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, Tô Vân mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng cái miệng nhỏ lại chu lên rất cao, rõ ràng là bộ dạng trẻ con rất không vui đến khu nhà em họ ở lưu tiểu viễn lập tức gọi điện cho lưu tiểu thiến điện thoại đã kết nối nhưng không có ai nghe máy lưu tiểu viễn biết chắc chắn là con sâu lười lưu tiểu thiến này đang mơ màng ngủ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại vì vậy lưu tiểu viễn tiếp tục gọi lần này điện thoại cuối cùng cũng được kết nối alo ai đấy không biết là đã muộn thế này rồi mà còn gọi điện cho người khác đây là hành vi rất bất lịch sự đấy nhé lưu tiểu thiến nói xong còn ngáp một cái thật to lưu tiểu viễn nói lưu tiểu thiến là anh đây anh đang ở cổng khu nhà em em mau xuống cho anh nhanh lên anh muộn thế này anh tìm em có chuyện gì có chuyện gì thì ngày mai nói không được sao lưu tiểu thiến không vui nói được em không xuống đúng không vậy thì đồ có chữ ký của mộ dung vũ yến em đừng có mà đòi anh tặng cho người khác lưu tiểu viễn dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ biết muốn con sâu lười lưu tiểu thiến này xuống nhất định phải nắm được điểm yếu của cô mà thứ có thể khiến lưu tiểu thiến chiến thắng được sự lười biếng nửa đêm xuống nhà chỉ có chuyện của mộ dung vũ yến mới có thể khiến cô ta làm như vậy quả nhiên lưu tiểu thiến đầu dây bên kia nghe lưu tiểu viễn nói vậy lập tức ngồi bật dậy trên giường kinh ngạc hỏi anh anh nói gì cơ đồ có chữ ký của mộ dung vũ yến á anh nói thật chứ muốn thì xuống lấy không muốn thì thôi không muốn thì anh tặng cho bảo vệ ở cổng khu nhà em. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh nói. Đừng, anh, em xuống ngay, em xuống ngay. Lưu Tiểu Thiến nghe vậy, lập tức vén chăn, vội vàng mặc một chiếc áo rồi đi ra khỏi phòng. Đến cổng khu nhà, Lưu Tiểu Thiến lập tức đi tới, nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt phấn khích hỏi. Anh, đồ có chữ ký của mộ dung vũ yến đâu? Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Vân lại, nói. Tiểu Thiến, anh và chị của Tô Vân phải đi ra ngoài hai ngày, tô vân nhờ em chăm sóc hai ngày nghe rõ chưa lưu tiểu thiến nghe lưu tiểu viễn nói vậy lập tức biết mình bị lừa bị anh trai đáng ghét lừa rồi anh anh là đồ lừa đảo đồ đại lừa đảo lưu tiểu thiến rất không vui nói hừ hai người đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật sống những ngày không biết xấu hổ lại để việc cho em đúng là đồ không có lương tâm lưu tiểu thiến tức giận nói rồi kéo tay tô vân nói đi tô vân chúng ta đi ngủ. Tô Vân theo Lưu Tiểu Thiến đi, nhưng đi được vài bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn lại. Lưu Tiểu Thiến thấy vậy, nói, Tô Vân, đừng để ý đến hai người vô lương tâm đó, đi, về nhà chị ăn đồ ngon. Tô Vân là một đứa háo ăn, nghe Lưu Tiểu Thiến nói sẽ dẫn cô bé đi ăn đồ ngon, lập tức nhảy nhót theo Lưu Tiểu Thiến đi. Thấy Lưu Tiểu Thiến dẫn Tô Vân vào khu nhà, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tô Tuyết mới nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tuần trăng mật là có ý gì em họ anh tại sao lại nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật lưu tiểu viễn lắc đầu nói không có gì nhưng tô tuyết lại một mực muốn hỏi cho ra nhẽ lưu tiểu viễn không giải thích tuần trăng mật là gì cô vẫn cứ hỏi cuối cùng lưu tiểu viễn đành phải giải thích tuần trăng mật là hai người đi đến một nơi nào đó để chơi được giải thích như vậy tô tuyết không nói gì nữa mà ngồi im ở ghế sau trên đường đi lưu tiểu viễn đều đi theo lộ trình mà long bá thiên chỉ Đi được vài tiếng đồng hồ, trời đã sáng hẳn, theo chỉ dẫn của Long Bá Thiên, Lưu Tiểu Viễn lái xe xuống cao tốc, rồi bắt đầu đi đường quốc lộ. Đi một đoạn đường quốc lộ, xe đi vào một đoạn đường đất, tuy không mưa, nhưng xe đi trên đường đất vẫn rất sóc nảy, vì khắp nơi đều là ổ gà. Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Đã lái xe gần 10 tiếng, Lưu Tiểu Viễn có chút mệt mỏi, không nhịn được hỏi. Long Bá Thiên nói, còn khoảng vài chục dặm nữa là đến bản miêu xe đi thêm khoảng 10 dặm nữa, đường đi càng khó khăn hơn, lại toàn là đường đèo, vừa hẹp vừa toàn là cua gấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là xe sẽ lật xuống vực sâu bên dưới. Lưu Tiểu Viễn không dám lơ là chút nào, suốt dọc đường tốc độ xe đều rất chậm, lại còn phải tập trung lái xe. Vài chục dặm đường đèo này, cứ thế mà đi mất gần 3 tiếng đồng hồ, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đến rồi. Long Bá Thiên lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức tắt máy xe, rồi kéo phanh tay hỏi nhà họ long ở đâu long bá thiên nói thấy không ngôi nhà cao và lớn nhất kia chính là nhà họ long lưu tiểu viễn nhìn theo hướng long bá thiên chỉ chỉ thấy một ngôi nhà gỗ bề thế hiện ra trước mắt lưu tiểu viễn không thể lái xe lên đó sao lưu tiểu viễn hỏi nếu xuống xe ở đây muốn đến nhà họ long ít nhất cũng phải đi bộ mười mấy phút có xe mà không đi lại đi bộ không phải là bị bệnh sao tất nhiên rèn luyện sức khỏe thì là chuyện khác. Long bá thiên nói, có thể lái xe lên. Lưu tiểu vĩ nghe vậy, trực tiếp tác một cái vào đầu Long bá thiên, mắng, có thể lái xe lên, ông bảo tôi đến nơi rồi, mẹ nói ông đang đùa tôi đấy à, Long bá thiên nói, con đường đến nhà họ Long này có người canh giữ, không có sự cho phép của nhà họ Long, không được lên. Chết tiệt! Nhà họ Long này còn ngang ngược như vậy, đây hoàn toàn là hành vi của côn đồ lưu manh không lái xe lên được, vậy đi bộ cũng không lên được sao? Ông nói cho tôi biết, làm thế nào để lên? Lưu Tiểu Viễn nhìn Long Bá Thiên hỏi. Long Bá Thiên nói, có một con đường nhỏ, chỉ có người nhà họ Long chúng tôi biết, tôi có thể dẫn các người đi từ đó lên. Lưu Tiểu Viễn đang định đồng ý lời Long Bá Thiên, thì Tô Tuyết Lạnh lùng nói, lái xe lên thẳng, chúng tôi đến đây là để gây chuyện với nhà họ Long, chứ không phải đến để làm khách. Đúng vậy, lần này đến gia tộc Long ở miêu trại, chính là đến gây chuyện, khách sáo với anh ta làm gì, nếu dám cản xe của mình, cứ trực tiếp xông thẳng qua là được, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, bản miêu là vùng núi, nơi đây giao thông bất tiện, phong tục dân giả, nhiều tập tục truyền thống vẫn được lưu giữ đến ngày nay, chỉ trong lúc xe của Lưu Tiểu Viễn dừng lại ở đây một lát, đã có ngay những người dân nhiệt tình đến hỏi Lưu Tiểu Viễn có cần giúp đỡ gì không? Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu. Nói không cần, trước khi đi, những người dân hiếu khách còn nói với Lưu Tiểu Viễn, nếu có gì cần cứ đến tìm họ mặc dù lời nói có hơi khó hiểu nhưng lưu tiểu viễn vẫn hiểu được lưu tiểu viễn không ngờ rằng ngôi làng hiếu khách này lại có thể xuất hiện một gia tộc ngang ngược như nhà họ long khởi động lại xe lưu tiểu viễn lập tức đi theo hướng long bá thiên chỉ lái xe đến nhà họ long xe đi đến nửa đường lưu tiểu viễn nhìn thấy phía trước có một chút chặn bằng cọc gỗ và còn có hai người canh giữ thấy lưu tiểu viễn lái xe đến hai người canh chốt lập tức giơ tay ra ra hiệu dừng xe lưu tiểu viễn không những không dừng xe mà còn nhấn ga mạnh hơn hai người canh chốt thấy vậy đầu tiên là hét lớn sau đó thấy lưu tiểu viễn không có ý định dừng xe vì mạng sống của mình lập tức tránh sang một bên lưu tiểu viễn trực tiếp nhấn ga xông qua chốt chặn chốt chặn bằng gỗ này không thể cản được chiếc xe bán tải của lưu tiểu viễn trực tiếp bị tông bay tất nhiên đầu xe bán tải của lưu tiểu viễn cũng bị ảnh hưởng Xe đi được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông này giống như tiếng chuông chùa, xa xăm và sâu lắng. Lưu Tiểu Viễn nghe Long Bá Thiên kể lại, đây là tiếng chuông báo động khi nhà họ Long xảy ra sự cố khẩn cấp, tức là báo cho toàn bộ những người trong nhà họ Long biết, có người đến gây chuyện, hãy chuẩn bị chiến đấu. Đối với việc nhà họ Long giống lên hồi chuông chiến đấu, Lưu Tiểu Viễn không hề bận tâm, dù sao lần này đến gây chuyện với nhà họ Long, cũng là qua minh chính đại. Xe dừng lại trước cổng lớn của nhà họ Long, nhìn thấy cánh cổng gỗ khổng lồ và bức tường cao trước mặt lưu tiểu viễn cuối cùng cũng hiểu được khái niệm thâm nghiêm trọng trạch của xã hội phong kiến lưu tiểu viễn và tô tuyết xuống xe ném long bá thiên xuống bắt long bá thiên quỳ xuống đất bây giờ long bá thiên bị lưu tiểu viễn và tô tuyết làm cho không còn chút tính khí nào ngoan ngoãn quỳ xuống đất kẻo kẹt cánh cổng gỗ khổng lồ cuối cùng cũng được người ta từ từ mở ra khi cánh cổng được mở ra một nhóm thanh niên cầm gậy từ trong nhà đi ra lập tức vây quanh lưu tiểu viễn và tô tuyết sau đó lại có hai người đàn ông trung niên là cao thủ hóa kình từ trong nhà đi ra khi nhìn thấy long bá thiên đang quỳ dưới đất cả hai đều kinh ngạc tam trưởng lão thấy long bá thiên quỳ dưới đất cả hai đồng thời kinh ngạc kêu lên lưu tiểu viễn không ngờ long bá thiên lại là tam trưởng lão của nhà họ long chỉ là tam trưởng lão này của anh ta hiện tại đã bị mình phế bỏ nhưng điều khiến lưu tiểu viễn thấy kỳ lạ là lần trước ở thủ đô Trưởng lão nhà họ Long mà anh dạy dỗ là nhị trưởng lão, cảnh giới võ công chỉ mới là hóa kình, sao lại còn cao hơn Long Bá Thiên, một cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh một chút, chuyện này là sao? Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến Lưu Tiểu Viễn, mặc kệ nhà họ Long thế nào, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến Lưu Tiểu Viễn. "Tam trưởng lão, ông sao vậy?" Một người vội vàng hỏi. "Gọi chủ nhà các người ra đây." Lưu Tiểu Viễn không muốn lãng phí thời gian trên đường đến nhà họ long đã lãng phí mười mấy tiếng rồi nếu lỡ mất thời gian cha con lâm tân sẽ không còn cách nào cứu được tên nhóc mày là ai dám đến nhà họ long chúng ta mà làm càng đối phương chỉ vào lưu tiểu viễn mà quát lưu tiểu viễn lạnh lùng nói không muốn cùng chung số phận với tam trưởng lão của các người thì gọi chủ nhà các người ra đây ông đây không có thời gian ở đây nói nhảm với mấy tên tay sai các người mày hai người này tức đến mặt mày xanh mét những đệ tử nhà họ long cầm gậy vây quanh lưu tiểu viễn và tô tuyết cũng đều tức giận mày cái gì có tin là tao phế mày ngay bây giờ không lưu tiểu viễn tiến lên một bước nói tỏa ra khí thế trên người hai người thấy ngay cả tam trưởng lão tiên thiên nhất trọng cảnh cũng bị đối phương đánh bại sợ đến mức lập tức lùi lại hai bước tên nhóc mày chờ đó xem chủ nhà chúng tao xử lý mày thế nào hai người buông lời đe dọa rồi lập tức chạy vào trong một cách thảm hại không lâu sau gia chủ nhà họ long long khiếu thiên cuối cùng cũng xuất hiện một cách lộng lẫy long khiếu thiên ngoài 40 tuổi để một bộ ri mép nhỏ mặc một bộ đồ thường phục đi giày vải long khiếu thiên vừa bước ra liền phát hiện long bá thiên đang quỳ trên mặt đất sắc mặt lập tức thay đổi nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ nhưng một người đàn ông hơn 50 tuổi bên cạnh long tiếu thiên khi nhìn thấy long bá thiên đang quỳ trên mặt đất bị bóp nát xương bả vai hai mắt như muốn phun ra lửa bá thiên em sao lại thế này? Người đàn ông hơn 50 tuổi này tên là Long Thao Thiên, là đại trưởng lão nhà họ Long, là anh em ruột với Long Bá Thiên. Thực lực hiện tại là tiên thiên nghị trọng cảnh, ngang tài ngang sức với Long Thiếu Thiên. Long Thao Thiên thấy em trai mình biến thành như vậy, sao có thể không tức giận? Anh, xương bả vai của em bị vỡ rồi, đời em xong rồi. Long Bá Thiên quỳ trên mặt đất, giọng nghẹn ngào nói với Long Thao Thiên. Bá Thiên, Yên tâm, anh nhất định sẽ báo thù cho em, ai bóp nát xương bả vai của em, anh sẽ bóp nát xương bả vai của hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Khi nói những lời này, Long Thao Thiên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nhìn vẻ mặt của Long Thao Thiên, dường như đã đến bờ vực bùng nổ, nếu không phải bị Long Kiếu Thiên bên cạnh kéo lại, có lẽ đã sớm động thủ với Lưu Tiểu Viễn. Hai vị, tại hạ là gia chủ Long Kiếu Thiên của gia tộc Long ở Miêu Trại, không biết hai vị tìm Long Mổ có chuyện gì quan trọng? Long Tiếu Thiên chắp tay nói, định dùng lễ độ trước rồi mới dùng binh. Thấy Long Bá Thiên bị phế bỏ tu vi, nhưng trong lòng Long Khiếu Thiên cũng vô cùng tức giận, nhưng là một người đứng đầu gia tộc, trước tiên vẫn phải làm rõ mục đích của đối phương. Nghe Long Khiếu Thiên giới thiệu, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tên của người nhà họ Long này thật kỳ lạ, bố tên là Long Khiếu Thiên, còn con trai lại tên là Long Ngạo Thiên, chỉ nghe tên còn tưởng hai người là anh em. Hơn nữa, người nhà họ Long này còn chuyên chống đối với trời trong số những người nhà họ Long mà Lưu Tiểu Viễn quen biết, tên của mỗi người đều có một chữ thiên. Mẹ kiếp, Lưu Tiểu Viễn thật sự hy vọng ông trời mở mắt, một tia sét đánh chết cả nhà họ Long. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, nói, tôi là Lưu Tiểu Viễn, tôi cũng không nói nhiều lời thừa, giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán cho tôi, tôi sẽ lập tức rời đi, chuyện trước đây tôi có thể bỏ qua. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn rất bá đạo, những người nhà họ Long nghe xong đều tức đến mặt mày xanh mét đây là địa bàn của nhà họ long một tên nhóc con như ngươi dám ở đây làm càn đúng là không biết trời cao đất rộng tên nhóc cậu có biết đây là đâu không long thao thiên chỉ vào lưu tiểu viễn quát lớn hai mắt như muốn phun ra lửa hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống lưu tiểu viễn tôi không quan tâm đây là địa bàn của ai tôi chỉ cần các người giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán cho tôi nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo lưu tiểu viễn lạnh lùng nói vì anh không có thời gian nói nhảm với người nhà họ long ha ha long thao thiên nghe vậy cười ha hả trong tiếng cười mang theo sự tức giận vô tận tên nhóc cậu tuổi còn nhỏ mà đã là đặt đến tiên thiên nhất trọng cảnh quả thực không đơn giản có thể nói là thiên tài nhưng thứ nhất cậu đã bóp nát xương bả vai của em trai tôi phế bỏ tu vi của em trai tôi thứ hai dám ở nhà họ long của chúng tôi làm càng. hôm nay tôi tuyệt đối không thể tha cho cậu phải cho cậu biết hậu quả của việc đắc tội với nhà họ long lưu tiểu viễn thấy thái độ của nhà họ long biết rằng nếu không đánh cho bọn họ đâu đánh cho bọn họ sợ thì bọn họ sẽ không ngoan Ngoãn giao ra thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán bố đại trưởng lão chuyện gì xảy ra vậy đúng lúc lưu tiểu viễn chuẩn bị ra tay long ngạo thiên đã trở về bên cạnh long ngạo thiên còn có nhị trưởng lão đi theo long ngạo thiên thấy lưu tiểu viễn đột nhiên xuất hiện ở đây đầu tiên là giật mình sau đó lập tức đi đến bên cạnh long khiếu thiên dùng ngón tay chỉ vào lưu tiểu viễn nghiến răng nghiến lợi nói bố chính là tên nhóc này hắn là lưu tiểu viễn chính là tên nhóc này ở thủ đô đã đánh con bị thương bố hôm nay tuyệt đối không thể tha cho tên nhóc này long khiếu thiên nghe vậy nhàn nhạc nói ngạo thiên con đứng xa một bên trước chuyện ở đây có bố và đại trưởng lão lo con không cần lo lắng long ngạo thiên biết bố của mình sẽ đòi lại công bằng cho mình vì vậy cười lạnh nhìn lưu tiểu viễn ánh mắt như muốn nói với lưu tiểu viễn mày chết chắc rồi lưu tiểu viễn căn bản không để long ngạo thiên vào mắt long ngạo thiên bây giờ trong mắt lưu tiểu viễn chỉ là một thằng vô dụng. Lưu Tiểu Viễn đúng không? Đây là địa bàn của nhà họ Long chúng tôi, hơn nữa, cậu còn phế bỏ xương bả vai của Tam trưởng lão nhà họ Long, chuyện này cậu phải cho nhà họ Long chúng ta một lời giải thích. Long Khiếu Thiên kéo Long Thao Thiên đang tức giận, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Có thể thấy, Long Khiếu Thiên cũng vô cùng tức giận, phế bỏ Tam trưởng lão nhà họ Long, còn bắt Long Bá Thiên quỳ ở cửa, đây rõ ràng là đến đánh vào mặt nhà họ Long. Giải thích Hừ. Nhà họ Long các người đã muốn lấy mạng tôi, đương nhiên cũng phải chuẩn bị bị tôi giết, kẻ giết người thì phải bị giết. Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức tấn công Long Khiếu Thiên. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không có thời gian ở đây nói nhảm với người nhà họ Long, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng lấy được thuốc giải đoạt mệnh Tam Nhật Tán, trở về cứu sống hai bố con Lâm Tân. Long Khiếu Thiên hiển nhiên không ngờ Lưu Tiểu Viễn sẽ chủ động ra tay, phải biết rằng đây là địa bàn của nhà họ Long, không phải ai cũng có thể ở đây làm càng. Lưu Tiểu Viễn không để hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh, mà muốn xem thử bằng bản lĩnh của mình, có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay Long Khiếu Thiên, cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh này, cũng coi như là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho mình. Hừ! Thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng mà tấn công, Long Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, dễ dàng né tránh được đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn. Chỉ với một chiêu này, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Long Kiếu Thiên, tiên thiên nhất trọng cảnh và tiên thiên nghị trọng cảnh tuy chỉ cách nhau một chữ số, nhưng khoảng cách giữa chúng không phải một chữ số có thể bù đắp được. Đây cũng là lý do khiến Long Kiếu Thiên coi thường Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trong mắt Long Kiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn, cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh này căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Một đòn không trúng, Lưu Tiểu Viễn lập tức lại phát động thế công, thế công như thác đổ ngàn trượng đánh về phía Long Kiếu Thiên, từng đợt nối tiếp nhau nhưng trước những đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Long Khiếu Thiên đều dễ dàng né tránh, hơn nữa không hề có vẻ gì là khó khăn. Tên nhóc, tấn công lâu như vậy, mệt rồi chứ, nếm thử nắm đấm của tôi đi. Long Khiếu Thiên nói xong, nắm đấm to lớn đánh về phía Lưu Tiểu Viễn, tuy chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện, cú đấm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo một chút uy áp, khiến người ta có cảm giác kinh sợ trong đó. Đây chính là uy áp của cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh sao. Trong nắm đấm đều mang theo khí thế khiến người ta rùng mình, đây chính là lấy thế áp người sao? Lưu Tiểu Viễn trong lòng nghĩ, trước đây chỉ nghe nói đến lấy thế áp người, nhưng chưa từng thấy, thấy hắn đối mặt với cú đấm này của Long Tiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu thế nào là lấy thế áp người, chỉ một cú đấm này, uy thế trong đó khiến Lưu Tiểu Viễn có cảm giác không thở nổi. Cảm nhận được uy áp và khí thế trong nắm đấm của Long Khiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chỉ với tu vi Tiên Thiên nhất trọng cảnh của mình, e rằng khó có thể chống đỡ được vì vậy lưu tiểu viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh vừa nhập vào thân lưu tiểu viễn lập tức cảm thấy một khí thế ngút trời uy áp và khí thế mà nắm đấm của long khiếu thiên mang lại cho mình cũng biến mất không còn dấu vết trong nháy mắt phá đối mặt với cú đấm của long khiếu thiên lưu tiểu viễn hét lớn một tiếng một quyền nghênh đón long khiếu thiên vô cùng kinh ngạc bởi vì ông ta phát hiện ra khí thế trên người lưu tiểu viễn đột nhiên tăng mạnh mang đến cho ông ta một khí tức nguy hiểm. chuyện gì xảy ra vậy? trong lòng Long Kiếu Thiên chấn động như sóng to gió lớn trên biển. nhưng lúc này đã không còn thời gian để Long Kiếu Thiên suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì nắm đấm của hai người đã va vào nhau. những đệ tử nhà họ Long đứng xem bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng dám chủ động thiêu chiến với gia chủ của mình, trên mặt đều mang theo nụ cười chế giảo bởi vì trong mắt họ Lưu Tiểu Viễn đã chết chắc rồi. âm uhm nắm đấm của hai người va vào nhau phát ra một tiếng động lớn sau đó nghe thấy tiếng xương gãy mọi người nghe thấy tiếng xương gãy trên mặt đều lộ ra nụ cười bởi vì họ đều cho rằng tiếng xương gãy này chắc chắn là phát ra từ người lưu tiểu viễn ngay cả tô tuyết đứng yên tại chỗ cũng lộ ra vẻ lo lắng nhưng ngay giây tiếp theo tô tuyết lập tức nhìn rõ tình hình vẻ lo lắng trên mặt biến mất trong nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng a à, một tiếng hét thảm vang lên ở cửa nhà họ long vang vọng khắp bầu trời chỉ có điều tiếng hét thảm này không phải do Lưu Tiểu Viễn phát ra, mà là giọng của Long Thiếu Thiên. Lúc này, nhãn cầu của những người nhà họ Long như muốn rớt ra ngoài, gia chủ mà họ luôn tự hào sao lại có thể thua được. Sao lại không đánh lại được một tên nhóc tiên thiên nhất trọng cảnh? Sao có thể như vậy? Chắc chắn là tai mình nghe nhầm rồi, nhưng tai mình nghe nhầm thì mắt mình không thể nhìn nhầm chứ. Gia chủ của mình lúc này đã mặt mày đau đớn, mặt mày vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Những người có mặt ở đây không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Long Thao Thiên là tiên thiên nghị trọng cảnh mới phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn lúc này đã giống như mình, là cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh. Mặc dù không biết Lưu Tiểu Viễn đã làm như thế nào, nhưng Long Thao Thiên cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này, Long Thao Thiên phát hiện ra tên nhóc này từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ kỳ lạ. Một quyền đánh bại Long Khiếu Thiên, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận được 1.500 điểm kinh nghiệm, Quả thực là sướng điên lên được. Sau khi đánh bại Long Khiếu Thiên, đòn đánh này đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nhà họ Long, bởi vì Long Khiếu Thiên là trụ cột của nhà họ Long, cứ như vậy mà bị người ta đánh bại một cách dễ dàng, đòn đánh này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của toàn bộ nhà họ Long. Tìm chết. Long Thao Thiên không quan tâm Lưu Tiểu Viễn có bao nhiêu kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn đã phế bỏ em trai của ông ta, bây giờ lại đến nhà họ Long gây chuyện, nếu không dạy cho cậu ta một bài học, sau này nhà họ Long còn mặt mũi nào mà đứng vững ở bản miêu. Tất nhiên, Long Thao Thiên cũng không ngốc đến mức tự mình đấu tay đối với Lưu Tiểu Viễn, bởi vì bản lĩnh của Long Thao Thiên và Long Kiếu Thiên không hơn kém nhau là mấy, Lưu Tiểu Viễn đã đánh bại được Long Tiếu Thiên, bản thân mình đấu tay đối với Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn cũng không đánh lại được. Đấu tay đôi không lại, nhưng có thể gọi người giúp đỡ, đây là nhà họ Long, bên mình đông người thế mạnh, Long Thao Thiên lập tức hét lớn, các đệ tử nhà họ Long hai người này dám đến nhà họ Long của chúng ta gây chuyện, chính là bắt nạt coi thường nhà họ Long chúng ta không có người, mọi người đừng sợ, song quỳ nan địch tứ thủ, chúng ta cùng nhau xông lên, để hai người này biết rằng nhà họ Long chúng ta không dễ bị bắt nạt, Long Thao Thiên gầm lên một tiếng, những đệ tử nhà họ Long nhìn nhau. Không ai là kẻ ngốc, thấy Lưu Tiểu Viễn đánh cho gia chủ mất hết sức chiến đấu, trong lòng đã sớm sợ hãi. Thấy bộ dạng của những đệ tử nhà họ Long, Long Thao Thiên tức giận, lại lên tiếng động viên. Long Ngạo Thiên là thiếu chủ của nhà họ Long, lúc này động viên các đệ tử nhà họ Long thì đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Các đệ tử nhà họ Long, đại trưởng lão nói đúng, song quyền nan địch tứ thủ, hai người này dù có lợi hại đến đâu cũng không địch lại nhiều người chúng ta. Hơn nữa, còn có đại trưởng lão ở đây ồ ngào. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay với Long Ngạo Thiên, bắt nạt kẻ yếu, Long Ngạo Thiên là đồ bỏ đi, bây giờ Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với anh ta, chắc chắn chỉ là chuyện trong phút chốc long ngạo thiên đang hùng hồn động viên các đệ tử nhà họ long đột nhiên thấy lưu tiểu viễn lao về phía mình tên này sợ hãi muốn chạy trốn ra sau lưng đại trưởng lão nhưng anh ta còn chưa kịp hành động thì đã bị lưu tiểu viễn đánh bay ra ngoài bằng một chưởng lúc này long thao thiên đứng bên cạnh thấy vậy cảm thấy nếu mình không ra tay nữa thì có khi thiếu chủ sẽ chết long thao thiên cuối cùng cũng ra tay vừa ra tay là ra tay chết người hơn nữa còn dùng cả chiêu hiểm Lưu Tiểu Viễn lúc này đang tập trung vào Long Nạo Thiên, vừa bắt được Long Nạo Thiên, vừa ép Long Thiếu Thiên giao ra thuốc giải của Đoạt Mệnh Tam Nhật tán. Long Thao Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn không hề phòng bị mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nếu một chưởng này đánh trúng Lưu Tiểu Viễn, dù Lưu Tiểu Viễn không chết thì cũng phải phế bỏ. Nhưng Long Thao Thiên rõ ràng đã vui mừng quá sớm, chưa kịp đánh trúng Lưu Tiểu Viễn thì thấy trước mặt có một bóng người lóe lên, sau đó, chỉ thấy bụng dưới đau nhói, Long Thao Thiên phát hiện mình bị đá bay ra ngoài. Chết tiệt. Đây là tình huống gì? Long Thao Thiên hoàn toàn choáng váng, bản thân là một cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh, vậy mà lại bị người ta đá bay ra ngoài, điều này hoàn toàn không khoa học. Các đệ tử nhà họ Long căn bản không nhìn rõ Long Thao Thiên bị đá bay ra ngoài như thế nào, chỉ thấy đại trưởng lão của gia tộc mình đột nhiên bay ra ngoài, đang thắc mắc thì thấy đại trưởng lão ngã mạnh xuống đất. Các đệ tử nhà họ Long thấy ở vị trí đại trưởng lão đứng lúc nãy có một người đang lơ lửng, không sai, chính là lơ lửng hai chân không chạm đất đứng giữa không trung hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp người phụ nữ này chính là người đã cùng với kẻ đánh trọng thương gia chủ đến đây hai chân không chạm đất mà đứng giữa không trung đây tuyệt đối là tiên nhân nếu không thì cũng là yêu quái những đệ tử nhà họ long thấy cảnh này sợ hãi hét lên một tiếng lập tức vứt bỏ gậy trong tay sau đó liều mạng chạy xuống núi những đệ tử này là người bản miêu vốn đã tin vào ma quỷ bây giờ thấy tô tuyết có thể đứng giữa không trung liền cho rằng tô tuyết là yêu tinh trong núi lưu tiểu viễn quay đầu lại nói với tô tuyết đang đứng giữa không trung một câu cảm ơn câu cảm ơn này là chân thành phát ra từ tận đáy lòng nếu không phải tô tuyết ra tay lúc nãy lưu tiểu viễn có thể đã trúng chiêu hậu quả thật không dám tưởng tượng một đòn của cao thủ tiên thiên nghị trọng cảnh dù không chết cũng phải bị thương nặng tô tuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói không cần cảm ơn đối với thái độ này của tô tuyết Lưu Tiểu Viễn đã sớm quen rồi, cũng không tức giận, không nói gì nữa, đi tới sách Long Ngạo Thiên đang bất tỉnh lên. Lưu Tiểu Viễn kéo Long Ngạo Thiên đang giả chết đến bên Long Kiếu Thiên, nói với Long Kiếu Thiên, Long Kiếu Thiên, giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán ra đây, nếu không thì mạng của đứa con trai quý giá này của ông sẽ phải đi gặp Diêm Vương rồi. Lúc này, cho dù Lưu Tiểu Viễn không dùng mạng của Long Ngạo Thiên để uy hiếp Long Kiếu Thiên, thì Long Kiếu Thiên cũng sẽ ngoan ngoãn giao thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán ra, bởi vì vừa rồi Tô Tuyết ra tay, trực tiếp dọa Long Khiếu Thiên sợ mất mật, suýt chút nữa là vỡ mật. Long Khiếu Thiên là gia chủ nhà họ Long, có thể nói là hiểu biết rộng, thấy Tô Tuyết có thể đứng giữa không trung, sẽ không giống như những đệ tử nhà họ Long cho rằng Tô Tuyết là yêu tinh trong núi. Trong một cuốn sách cổ, Long Khiếu Thiên từng thấy, sau tiên thiên tam trọng cảnh chính là tu chân trong truyền thuyết, mà sau khi trở thành tu chân giả, ngự không bay, ngày đi ngàn dặm đều là chuyện nhỏ. Thấy Tô Tuyết như vậy, Long Khiếu Thiên lập tức khẳng định Tô Tuyết chính là tu chân giả trong truyền thuyết. Tiên nhân Long Khiếu Thiên trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Tuyết, căn bản không để ý đến lời của Lưu Tiểu Viễn, còn về mạng sống của Long Ngạo Thiên, Long Khiếu Thiên dường như cũng không quan tâm nữa. Tô Tuyết đứng giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng, đúng là có phong thái của một tiên nữ. Này, tôi đang nói chuyện với ông đấy. Lưu Tiểu Viễn thấy Long Khiếu Thiên trực tiếp phớt lờ mình, tức giận đá Long Khiếu Thiên một cái. Long khiếu thiên từ dưới đất bò dậy, lại quỳ xuống, sau đó dùng bàn tay không bị thương, lấy từ trên người ra một cái lọ nhỏ, nói với tô tuyết, tiên nhân, đây là thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán, xin tiên tử nương tay, tha cho nhà họ Long chúng tôi một lần, sau này nhà họ Long chúng tôi sẽ nghe theo tiên tử. Lưu tiểu viễn trực tiếp lấy lọ thuốc giải trong tay Long khiếu thiên, thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán đã có trong tay, hai bố con Lâm Tân có cứu được rồi. Đi thôi. Lưu tiểu viễn nói với tô tuyết, thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán đã có trong tay không cần ở lại nhà họ long nữa tô tuyết nghe vậy lập tức từ trên không trung đáp xuống đất tiên tử đi thông thả long khiếu thiên thấy tô tuyết lên xe cùng lưu tiểu viễn lập tức quỳ rạp trên mặt đất giống như một thuộc hạ trung thành lưu tiểu viễn nổ máy xe lập tức quay đầu lái xuống núi đúng rồi tô tuyết tôi có thể hỏi cô một câu không lưu tiểu viễn nhìn tô tuyết hỏi hỏi đi Tô Tuyết lạnh lùng nói: "Bây giờ cô là cảnh giới gì? Là Tiên Thiên Tam trọng cảnh hay là cảnh giới khác?" Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy, là vì Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn thấy kỳ lạ về võ công của Tô Tuyết, mà vừa rồi một cao thủ Tiên Thiên Nghị trọng cảnh như Long Khiếu Thiên lại quỳ xuống như một đứa cháu gọi Tô Tuyết là tiên tử. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ, là cảnh giới nào có thể khiến Long Khiếu Thiên sợ đến mức như một đứa cháu, hơn nữa còn gọi Tô Tuyết là tiên tử? tiên tử là gì đó là cách gọi những tiên nữ trên thiên đình tất nhiên cũng là cách gọi những người phụ nữ xinh đẹp còn cách xưng hô tiên tử của long khiếu thiên với tô tuyết vừa rồi rõ ràng không phải vì tô tuyết xinh đẹp vậy thì long khiếu thiên gọi tô tuyết là tiên tử nhất định là vì hành động vừa rồi tô tuyết đá bay long thao thiên đứng giữa không trung khiến long khiếu thiên cho rằng võ công của tô tuyết đã đạt đến mức độ như thần tiên tô tuyết nhìn lưu tiểu viễn nói tôi không biết chết tiệt này cô không muốn nói thì thôi dùng lời không biết này để lừa người đúng là sỉ nhục trí tuệ của anh vì tô tuyết không muốn nói lưu tiểu viễn cũng không hỏi nữa dù sao thì anh có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp rất nhanh sẽ đuổi kịp tô tuyết đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng tô tuyết thuộc tiếp người lạnh lùng lưu tiểu viễn không tìm cô nói chuyện cô sẽ không chủ động nói chuyện với lưu tiểu viễn vì vậy trên đường đi đều là lưu tiểu viễn chủ động bắt chuyện với cô nhưng câu trả lời của tô tuyết đều rất đơn giản không phải là ừ thì cũng là đúng khiến lưu tiểu viễn buồn bực không thôi như vậy thì còn gì vui nữa cuối cùng lưu tiểu viễn cũng không nói nữa tô tuyết ngồi trong xe như khúc gỗ lưu tiểu viễn như một người máy lái xe thật sự không chịu nổi bầu không khí buồn chán này lưu tiểu viễn trực tiếp dùng điện thoại mở nhạc nhưng tô tuyết thấy điện thoại trên tay lưu tiểu viễn lập tức giật lấy điện thoại trên tay lưu tiểu viễn này cô muốn làm gì may mà đây là đường lớn nếu không thì chỉ với hành động vừa rồi của tô tuyết xe của lưu tiểu viễn đã lật xuống vực rồi nhưng dù vậy lưu tiểu viễn cũng phải đánh một cú cua gấp kịp thời phanh xe lại may mà trên đường không có nhiều xe nếu không thì không thể tránh khỏi tai nạn giao thông cô bị bệnh nhà lưu tiểu viễn vẫn toát mồ hôi lạnh đây là đường cao tốc không phải đường quốc lộ chỉ cần sơ sẩy một chút thì xe sẽ tan xác người vong nhưng tô tuyết lại không hề cho rằng mình làm sai nghe lưu tiểu viễn mắng mình bị bệnh tô tuyết trừng mắt nhìn lưu tiểu viễn lạnh lùng nói anh nói lại lời vừa rồi xem nói lại thì nói lại người khác sợ cô anh bây giờ không sợ cô chết tiệt vừa rồi suýt chút nữa bị cô hại chết lưu tiểu viễn đang tức lắm tôi nói cô bị bệnh nhà sao thế còn muốn đánh tôi à vừa rồi cô như vậy suýt chút nữa xe nát người chết rồi cô biết không lưu tiểu viễn trừng mắt nhìn tô tuyết lớn tiếng hỏi Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn quát như vậy, lại nghe thấy chữ xe nát người chết, dường như cũng nhận ra hành vi vừa rồi của mình là sai. Vì vậy, Tô Tuyết lập tức đưa điện thoại trong tay cho Lưu Tiểu Viễn, nói, "Trả cho anh." Mặc dù trên mặt Tô Tuyết không lộ vẻ làm sai, nhưng qua hành động vừa rồi của cô, Lưu Tiểu Viễn biết, Tô Tuyết biết mình sai rồi. "Cô cầm mà chơi đi." Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói. Tô Tuyết nghe vậy, lần đầu tiên nói một câu cảm ơn, sau đó cầm điện thoại chơi. Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, người phụ nữ này đôi khi lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, đôi khi lại như trẻ con, một chiếc điện thoại có thể đánh phát. "Này, tôi nói cô có thể không dùng điện thoại xem tivi không?" Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết cầm điện thoại định xem tivi, sợ đến mức Lưu Tiểu Viễn lập tức muốn giật lấy điện thoại trong tay Tô Tuyết. Tô Tuyết dễ dàng né tránh, nói: "Không phải anh bảo tôi chơi sao?" Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, nhưng cô không thể dùng để xem tivi vậy thì tôi dùng uy e chát để hẹn hò. Tô Tuyết nói xong, định mở uy e chát. Nghe Tô Tuyết nói dùng uy e chát để trò chuyện, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, dùng uy e chát để trò chuyện không tốn nhiều lưu lượng, tùy cô chơi. Nhưng chưa đầy một phút, Lưu Tiểu Viễn đã nghe thấy tiếng điện thoại, Tô Tuyết dường như lại đang xem video. Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng xe ở làn đường khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đưa đầu lại gần nhìn, không biết tên khốn nào đã gửi cho Tô Tuyết một đoạn video, dài tới mười mấy phút, Tô Tuyết đã xem, điều này chứng tỏ Tô Tuyết đã tải xong video. Video dài mười mấy phút, không phải hàng trăm MB lưu lượng thì cũng phải vài chục MB lưu lượng. Khốn nạn thật. Lần trước bị Tô Tuyết xem hết tiền điện thoại, sau khi nạp tiền đã gia hạn thêm một chút lưu lượng, bây giờ bị Tô Tuyết làm như vậy, không khéo lại phải dừng máy. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giật lấy điện thoại, Tô Tuyết lập tức tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, dáng vẻ đó hoàn toàn giống như Lưu Tiểu Viễn đã cướp đi thứ cô yêu thích nhất. Lưu Tiểu Viễn nói, đây là đồ thần kỳ của tôi, tôi có quyền lấy lại. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý, dù sao Tô Tuyết vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Hơn 2 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn lái xe cuối cùng cũng đến địa phận thị trấn, lúc này Lưu Tiểu Viễn đã mệt đến mức mắt muốn giúp lại, chỉ thấy mí mắt như bị đổ chì, một ngày một đêm không ngủ, lại còn lái xe cường độ cao như vậy, lưu tiểu viễn dù là cao thủ tiên thiên nhất trọng cảnh cũng mệt đến mức chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon còn tô tuyết ngồi ở ghế phụ thì hoàn toàn giống như không có chuyện gì thậm chí còn không ngáp lấy một cái lưu tiểu viễn dám đảm bảo tô tuyết thực sự không ngáp lấy một cái nào thật là một yêu nghiệt thấy tô tuyết vẫn rất tỉnh táo lưu tiểu viễn không khỏi thầm nói này tô tuyết cô biết lái xe không lưu tiểu viễn cảm thấy mình thực sự không chịu nổi nữa nếu tiếp tục lái nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tô Tuyết không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn, đầu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng vẫn còn tức giận vì chuyện cướp điện thoại trước đó. Lưu Tiểu Viễn cũng không lấy mặt nóng dáng vào mông lạnh, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Phương Kiến Dương. Sau khi gọi điện, Phương Kiến Dương lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn có lấy được thuốc giải đoạt mệnh tam tán không, nói rằng hai bố con Lâm Tân đang ở bệnh viện huyện, hôn mê bất tỉnh, bác sĩ bó tay. Lưu Tiểu Viễn mệt đến mức không muốn nói chuyện, trực tiếp nói: "Bí thư Phương, ông phái một tài xế đến đón tôi, tôi mệt quá chịu không nổi, tôi đang ở, tôi đang ở trên đường trước cửa một khách sạn tên là Tam Diệp, nhanh lên." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ngủ như vậy, điện thoại trên tay rơi xuống một bên. Tô Tuyết ngồi ở ghế phụ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lưu Tiểu Viễn, quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Tiểu Viễn đã ngủ, còn điện thoại thì rơi xuống ghế bên cạnh, Tô Tuyết lập tức cầm điện thoại lên chơi lưu tiểu viễn đang mơ thấy mình đang ngồi trong xe nhưng cửa sổ xe lại bị người đập vỡ kính đâm cả vào đầu mình lập tức làm lưu tiểu viễn sợ tỉnh dậy lưu tiểu viễn tỉnh dậy phát hiện một người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ xe dùng tay gõ vào cửa sổ xe thấy lưu tiểu viễn tỉnh dậy trên mặt nở nụ cười miệng nói gì đó nhưng nghe không rõ lưu tiểu viễn hạ cửa sổ xe xuống người đàn ông bên ngoài xe lập tức cười chào hỏi hỏi xin hỏi anh có phải là anh lưu tiểu viễn không lưu tiểu viễn gật đầu nói tôi là anh là ai lưu tiểu viễn vừa bị đánh thức đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ tôi là tài xế do bí thư phương phái đến nghe nói là đón hai người về đối phương cười nói lưu tiểu viễn nghe vậy mới nhớ ra trước khi ngủ hình như mình đã gọi điện cho phương kiến dương bảo ông ta phái tài xế đến đón mình vậy lên xe nhanh đi lưu tiểu viễn tháo dây an toàn trực tiếp trèo lên ghế sau chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon tài xế ngây người đứng ngoài xe không chịu lên, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, anh này, anh đứng đó làm gì, lên xe đi chứ, tài xế nhìn chiếc Audi của mình không xa, không nhịn được nói, anh Lưu, hay là chúng ta về bằng chiếc xe tôi lái đi. Lưu Tiểu Viễn nói, xe nào cũng như nhau, chiếc xe cùi bắp của anh cứ để ở đây, sẽ không mất đâu, tài xế nghe vậy, nghe người, chiếc Audi mấy chục vạn của mình là xe cùi bắp, vậy chiếc xe bán tải này của anh chẳng phải còn không bằng máy kéo nhưng tài xế cũng biết Lưu Tiểu Viễn là người mình không thể đắc tội, đó là nhân vật mà bí thư Phương Đích thân dặn dò phải đón, tài xế không nói gì nữa, đành phải lên xe bán tải. Lên xe bán tải, tài xế mới để ý đến nhan sắc và vóc dáng của Tô Tuyết, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Lập tức, tài xế coi Lưu Tiểu Viễn như công tử nhà nào đó. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nằm ở ghế sau, sau đó lập tức ngủ tiếp, tài xế lập tức lái xe bán tải đến bệnh viện. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy mình vừa ngủ, đã bị tài xế đánh thức, nói là đến bệnh viện rồi. Mở mắt ra, dùng tay dụi dụi mắt, Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao nhanh vậy, tài xế thầm nghĩ, tôi đã lái xe mấy chục phút rồi, còn nhanh sao? Xuống xe, Phương Kiến Dương lập tức nghênh đón, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa cúc. Tiểu Viễn à, cuối cùng cậu cũng về rồi, đợi cậu đến nỗi hoa cũng tàn rồi. Phương Kiến Dương lúc này còn ra dáng một người lãnh đạo nữa, khiến tài xế đứng bên cạnh ngây người tài xế lý sao cậu lại để tiểu viễn ngồi xe này về phương kiến dương thấy lưu tiểu viễn và tô tuyết ngồi xe bán tải về không nhịn được hỏi người được gọi là tài xế lý vẻ mặt rất khổ sở nói bí thư phương là anh lưu không chịu ngồi còn nói chiếc xe đó là xe cùi bắp phương kiến dương nghe vậy ngây người chưa đầy một giây lập tức cười ha ha đúng xe cùi bắp đó là xe cùi bắp thầy lý kinh ngạc đến mức há hốc mồm má ơi mình không nhìn nhầm chứ bí thư phương đang nịnh nọc cậu thiếu niên này vậy cậu thiếu niên này rốt cuộc là ai mà lại khiến bí thư phương nịnh nọc chẳng lẽ là con trai của một vị nào đó ở tỉnh hoặc thủ đô sao bí thư phương chú lâm và ông lâm đang ở phòng bệnh nào lưu tiểu viễn hỏi phương kiến dương nghe vậy lập tức kéo lưu tiểu viễn đi vào bệnh viện trên đường đi phương kiến dương hỏi lưu tiểu viễn có lấy được thuốc giải không lưu tiểu viễn nói đã lấy được thuốc giải hai người vừa đi vừa nói vào thang máy Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện Tô Tuyết không đi theo. Dù sao Tô Tuyết cũng lợi hại như vậy, Lưu Tiểu Viễn không lo cô bị kẻ xấu bắt nạt, hơn nữa đây là bệnh viện, cho dù có vài tên côn đồ thì cũng có bảo vệ bệnh viện. Không ổn. Lưu Tiểu Viễn khi cầm thuốc giải đoạt mệnh tam nhật tán, đột nhiên phát hiện điện thoại không có trên người mình, điện thoại không có trên người, vậy chắc chắn là ở trên tay Tô Tuyết. Nghĩ đến điện thoại ở trên tay Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn biết là sắp có chuyện không hay phương kiến dương nghe thấy tiếng không ổn của lưu tiểu viễn còn tưởng lưu tiểu viễn không lấy được thuốc giải hoặc là lấy được thuốc giải nhưng lại làm mất dọa cho sắc mặt phương kiến dương tái mét tiểu viễn cậu sẽ không bảo tôi là làm mất thuốc giải chứ phương kiến dương cẩn thận hỏi sắc mặt rất khó coi lưu tiểu viễn chính là hy vọng cuối cùng của ông ta nếu lưu tiểu viễn không lấy được thuốc giải vậy tính mạng của cha con lâm tân sẽ nguy hiểm lưu tiểu viễn lắc đầu nói không phải chuyện thuốc giải phương kiến dương nghe vậy tảng đá lớn trong lòng mới được buông xuống thở phào nhẹ nhõm may mà không phải chuyện thuốc giải dọa ông ta sợ chết khiếp tiểu viễn vậy là chuyện gì phương kiến dương không nhận được hỏi nếu là chuyện mình có thể giúp được phương kiến dương nhất định sẽ giúp bởi vì làm người phải biết ơn lưu tiểu viễn đã giúp mình phương kiến dương không thể làm loại người vong ân phụ nghĩa lưu tiểu viễn lắc đầu nói thôi bỏ đi không có chuyện gì chúng ta giải độc cho hai bố con chú lâm trước đã lưu tiểu viễn theo phương kiến dương đến phòng bệnh của hai bố con lâm tân thấy hai bố con lâm tân trên giường bệnh lưu tiểu viễn lập tức lấy thuốc giải đoạt bệnh tam nhật tán ra cho hai người uống khoảng nửa phút sau hai bố con lâm tân lần lượt tỉnh lại sau đó lâm tân kể lại chuyện hai người bị trúng chiêu như thế nào tối hôm đó lâm tân và bố mình đã ngủ đột nhiên nghe thấy có người bấm chung cửa bố lâm tân là lâm đại hữu bị đánh thức trước đi đến cửa phòng lâm tân gõ cửa Lâm Tân mặc quần áo đi ra mở cửa, thấy đối phương là một người lạ, Lâm Tân hỏi đối phương tìm ai, Long Bá Thiên nói ông ta tìm Lưu Tiểu Viễn. Lâm Tân tin là thật, cho rằng Long Bá Thiên là bạn của Lưu Tiểu Viễn, nên đã cho Long Bá Thiên vào, sau khi Long Bá Thiên vào nhà, lập tức dùng độc làm hai bố con Lâm Tân ngã gục trên ghế sofa. Tiếp theo, Long Bá Thiên lấy điện thoại của Lâm Tân, gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Lâm Tân kể xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn rốt cuộc người đó là ai? Tại sao ông ta lại gây phiền phức cho cháu? Lưu Tiểu Viễn không muốn để Lâm Tân biết những chuyện này, cười nói, không có gì, chỉ là có chút ân oán cũ với cháu mà thôi. Nhưng bây giờ không sao rồi, đã được tôi giải quyết ổn thỏa. Nói chuyện phím với hai bố con Lâm Tân vài câu, thấy hai người họ không sao, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng bệnh. Phương Kiến Dương đích thân tiễn Lưu Tiểu Viễn đến tận cổng bệnh viện, suốt dọc đường đều ngàn ân vạn tạ với Lưu Tiểu Viễn, chỉ thiếu quỳ xuống nói lưu tiểu viễn là ân nhân của ông ta lưu tiểu viễn đi đến bên xe qua cửa sổ xe thấy tô tuyết ngồi ở ghế phụ đã ngủ rồi dưới ánh đèn yếu ớt lưu tiểu viễn phát hiện tô tuyết khi ngủ đặc biệt xinh đẹp trên mặt không còn vẻ lạnh lùng hoàn toàn là một nàng công chúa ngủ trong rừng tôi còn tưởng cô không biết mệt lưu tiểu viễn nhìn tô tuyết đang ngủ tự lẩm bẩm một câu rồi nhẹ nhàng mở cửa xe cố gắng làm cho động tỉnh nhỏ nhất không đánh thức tô tuyết sau khi mở cửa xe Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng ngồi lên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đóng cửa xe xong, Lưu Tiểu Viễn không định lái xe đi, mà ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn Tô Tuyết đang ngủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.